lại xảy ra thêm một vụ ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Tô Hiệu, Cầu Giấy, Hà Nội, đáng nói người cầm lái được nhận định là một nam học sinh cấp 3. Cụ thể vào trưa qua, ngày 2 tháng 12, người dân cho biết đã thấy một chiếc Hyundai 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội lưu thông trên phố Hoàng Quốc Việt. Khi tới nút giao phố Tô Hiệu, ô tô này bất ngờ va chạm với một xe máy lưu thông cùng chiều. Vụ va chạm khiến người đi xe máy bị thương, ngã ra đường. Chiếc Hyundai tiếp tục tăng ga, leo lên vỉa hè và tông vào bốn xe máy khác trước khi dừng lại. Theo đại diện đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, tài xế lái ô tô gây tai nạn liên hoàn không xuất trình được bằng lái xe và được nhận định là chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện giao thông.